làm bị đau vậy hả? Bạn thấy có chặt không? Ba mua cái sai lớn. Tôi nghĩ phong tôi ngộ không là có hai cái đó mà. Cái điểm hơi mắt là miệng này, cái đây nè, cái mặt này không cái mặt mặt đây phải trang điểm vô cho nó bằng cái đây nè, hiểu không? Không ổn rồi, nó có trang trang điểm lớp phấn rồi, nó có màu hồng rồi. Con thấy dấu không nhận ra ba luôn á. Trời ơi, ba mặc đồ vô là dấu sẽ không nhận ra ba. Giống dấu. Cái lỗ tai của tôi ngồi không. Vô thử coi. Trời, cháu của tôi ngồi không nó dài. Ba con nghĩ là tôi ngủ không, nó không có mặc cái áo ở bên trong hả ba? Con có thấy tôi ngủ không có mặc cái áo bên trong đâu, mà nó là màu trắng. Ba đội cái nón rồi ba đội cái kia luôn. Ủa ba coi con nhìn ba không nhận ra mặt ba luôn á. Cái đó là gì vậy ba? Con cổ đó. Nào nữa. Cái chai như cái váy luôn á. Phải không? Phải này không? Không phải. Ba nhìn trong tô ngủ. Cái này của tâm tạng hả? Cái này của tô sao mẹ. Bắt
Còn ba con kia thì sao? Cái kia nữa. Ở trên cái đầu á, ở trên cái đầu á. Khỏi cột rồi. Không, cột ở trên cái đầu. Đúng rồi. Ba cái lông nó có mềm không? Ủa mẹ tôi ngủ không có có mang cái đó không giờ mẹ? Có. Tôi ngủ không không có đôi dép à trời. Ba có cái gì không? Giống như bộ của tôi cũng không nữa. Nhìn sao thấy đó. Trời, sao nó rộng quá vậy?